Vâng, Tiến BBT chào cả nhà, chào tất cả các bác âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Thì như cái video hôm qua, Tiến BB cũng đã tháo chiếc loa toa. Trong các em bên trong có củ loa phân tần của nó check, nó mới và đẹp, nó to như nào, chất như nào. Thì cái video này Tiến BB cũng muốn test một cái nhạc guitar cho các bác nghe đánh giá chất âm của loa toa. Thì xin mời các bác cùng nghe. Đây Tiến BB cũng muốn cho các bác nghe thêm một ít nhạc. Nhạc sống đi. Quên trời quên đất với cô lái đò đưa.
Nói chung là chất âm của những đôi loa Nhật thể hiện là rất sắc nét và chi tiết các bác nha. Tiếng lời, tiếng bát nó sẽ rất gọn và sẽ rất sáng, sạch, tinh. Đó. Thì những cái loa này của nó thì là tiếng BB nói luôn, nếu mà thiên về nó nhiều thì nó đa số về tiếng lời và tiếng chép rất cực hay. Còn tiếng bát thì nó chắc, nó không, chứ nó không mềm đâu, nó cứng đấy, cho nên tiếng lời nó bay được. Đó, cho nên cho để nói cho các bác biết để trước khi mà có cân nhắc mua cái đôi loa qua. Tiếng bát nó rất bay, lực, chứ nó không có mềm nhùng nhùng như cái loa khác các bác nhé. Thì cái thùng này đóng còn dày, các bác vỗ như là vỗ đá, chứ nó không phải là bộp 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 như cái thùng loa khác. Nên các bác nghe là các bác cảm nhận âm thanh. Đó. Thì giá bán với loa này là tiếng mini bán được bác là 23 triệu bao ship toàn quốc các nhé. Còn nếu bác là có nhu cầu lấy loa toa thì liên hệ với cả tiếng Bimbi. Cái tem này có một bên đang còn, một bên nó mất các bạn, tại vì nó là loa bãi, nó vận chuyển đi chuyển này nó rơi mất chiếc một cái tem này nhá. 23 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Còn nếu mà là có nhu cầu lấy thì liên hệ với tiến Mimi theo số điện thoại là 0948388448. Xin nhắc lại là 0948388448. Tiến Mimi ở Thổ Tà, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Và những cái đôi loa JBL 715 của Mỹ Xịn leo hết các nha, leo quả bát này quả kèn luôn, kèn sắt gần nhôm quê này, như các bác, kèn bằng gang bằng nhôm. Đây là những cái loa bát của các bác nha. Cái này là tiếng mình chưa test, thì đợt để video sau tiếng mình sẽ test cho các bác. Bởi vì những cái dòng loa này nó đắt tiền. Thì cái đôi này nó rất hợp lý thôi. Đôi này là người ta gửi về cho tiếng Mimi là nhầm mất. Thành ra là một chiếc là USA, một chiếc là Mexico. Thành ra nếu mà để video sau tiếng Mimi sẽ nói kỹ hơn. Nhầm mỗi thế thôi. Tức là người đóng hàng từ bên kia gửi về thì cho mình. Thì không để ý là Mexico hay USA. Thì chắc là gửi cho mình một đôi là lẫn một chiếc Mexico và một chiếc là USA. Lẫn mỗi thế thôi các bạn, chứ còn nó không ảnh hưởng gì nha. Loa con nguyên bản đẹp, góc thành đẹp, xuất sắc như nhau hết. Khác mỗi tội là nó là Mexico một chiếc và USA một cái thôi. Đó, mỗi khác mỗi thế thôi. Thì nếu mà bác là có để viên sau thì mình sẽ quay thế thôi các bạn. Đây là những cái loa bản này chưa lau chùi thì sẽ nói chi tiết hơn cho các bác. Đó, nếu bác là có loa toa thì sẽ biết tiếng đi theo số điện thoại trên. Vâng, rồi xin chào tất cả các bác nha.